Thưa quý vị, vừa qua, kênh cung ứng thực phẩm do Công an thành phố chủ trì đi vào hoạt động và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bà con nhân dân, đặc biệt là những hộ khó khăn khi được trợ giá thấp nhất đã có thể mua được thực phẩm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu. 5 giờ 30 phút sáng, điểm tập kết hàng hóa thực phẩm của Công an thành phố trước khu vực Thành đoàn Đà Nẵng đã sôi nổi với hàng chục đơn vị địa phương đến nhận hàng. Bên cạnh thành viên của các tổ chuyên trách, Công an các phường cũng rất tích cực trong việc phối hợp nhận đơn và vận chuyển đến từng hộ dân. Công an phường cũng đã chủ động trong việc sắp xếp bố trí quân số để mà hỗ trợ thường xuyên cho Công an thành phố tại tổ cung ứng này. Mọi công việc đều được các tổ cung ứng bố trí sắp xếp chuyên môn hóa từng khâu. Vì thế, những mặt hàng tươi sống luôn đến với bà con kịp thời, đúng lúc. Mặc dù là trong thời gian này là đảm bảo an ninh trật tự tuần tra, rồi còn thêm những cái chốt chặn Covid ở khu dân cư nữa, nhưng mà vẫn sẽ người ra để đi làm cái công việc hỗ trợ cho dân như thế này. Chúng tôi là thay mặt nhân dân này là rất là cảm ơn. Đi chợ cho một hộ đã khó, nay phải thực hiện đối với hàng chục, thậm chí là hàng trăm hộ, khiến những tiểu thương không chuyên của Công an thành phố phải làm nhiều để quen tay. Những chiến sĩ của Công an thành phố vẫn hăng say, nhiệt huyết với bất cứ nhiệm vụ nào được giao, nhất là nhiệm vụ ấy gắn lợi ích thiết yếu của nhân dân. Cố gắng như thế nào để cung cấp lương thực thực phẩm đầy đủ cho bà con, để bà con yên tâm ở nhà phòng chống dịch. Bên cạnh lực lượng thường trực chiến đấu, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, thì Công an thành phố vẫn có thêm những tổ cung ứng giúp hỗ trợ người dân có được lương thực thực phẩm thiết yếu với giá bình ổn. Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đều đang thi đua, làm nhiều việc tốt vì nhân dân. Chính hạnh phúc và sự an toàn của nhân dân mới thực sự là điều ý nghĩa nhất.